Một trường hợp khai thác khoáng sản trái phép ở Phú Quốc được lực lượng công an phát hiện và thu giữ tang vật. Theo công an huyện Phú Quốc, chỉ chưa đầy 3 tháng đầu năm 2019, thế nhưng đơn vị đã bắt và xử lý trên 140 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, tạm giữ trên 150 phương tiện và xử phạt hành chính gần 500 triệu đồng. Con số vi phạm này nếu so với cùng kỳ năm ngoái đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần. Việc khai thác khoáng sản trái phép, cái nguồn thu nhập rất là lớn đối với cái đối tượng vi phạm. Từ đó mà các cái đối tượng này bằng mọi giá, bằng mọi cách để thực hiện cái hành vi này. Lợi nhuận cao, tuy nhiên biện pháp chế tài chưa đủ sức răn đe, nên các đối tượng vẫn cứ ngang nhiên khai thác khoáng sản trái phép. Bị bắt, xong được thả ra, lại tiếp tục tái phạm. Mặc dù công an huyện Phú Quốc triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn và xử lý việc khai thác khoáng sản trái phép, trong đó điển hình là việc thành lập tổ trấn áp các băng nhóm bảo kê khai thác khoáng sản trái phép. Thế nhưng, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra và không có dấu hiệu giảm. Thì theo quy định của pháp luật, thì mức độ xử lý hành chính đối với hành vi vi phạm là khai thác khoáng sản là mức phạt quá thấp, mức phạt trung bình là từ 2 đến 2 triệu rưỡi và mức phạt là khung cao nhất chỉ nằm ở là cái số tiền là 4 triệu. Từ mức phạt này, việc xử lý đối tượng của cơ quan thi hành là không đủ sức, chưa đủ sức răn đe, từ đó cái việc giải quyết tình hình này gặp rất là nhiều khó khăn. Tài nguyên suy giảm, đường xá hư hỏng, môi trường sống bị ảnh hưởng, đó là hệ quả của việc khai thác khoáng sản trái phép. Vì vậy, nếu không kịp thời chặn đứng tình trạng này, thì không bao lâu hòn đảo được mệnh danh là đảo Ngọc này sẽ chỉ còn là hư danh.